Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020 và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân, chiều ngày 22 tháng 12, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bí thư Đảng ủy quân sự huyện đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Hà Cầm Hồng, ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các hội, đoàn thể, văn phòng huyện ủy. Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bí thư Đảng ủy quân sự huyện đã thay mặt huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và nhân dân các dân tộc huyện nhà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện. Đồng thời, đồng chí bí thư huyện ủy đã thông tin tới cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện một số nét khái quát nổi bật về kết quả phát triển kinh tế xã hội, quân sự, quốc phòng của huyện nhà đạt được trong năm 2020. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đơn vị trong công tác phối hợp, hiệp đồng tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác phối hợp bảo vệ đại hội đảng các cấp, giúp nhân dân di chuyển chợ và công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, trong những năm tiếp theo, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới và công tác tuyển quân năm 2021. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bí thư Đảng ủy quân sự huyện và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng hoa và quà của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện. Ngày 23 tháng 12, đồng chí Hà Quốc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Ảng Tở về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc huyện. Tại buổi làm việc, đồng chí Bà Cầm Hường, Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2020, Đảng bộ xã Ảng Tở đã chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Về sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 19.000 tấn, tăng 37 tấn so với năm 2019. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác bảo vệ rừng được thực hiện tốt, về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Ảng Tở đạt 8 trên 19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, những tháng tiếp theo của Đảng bộ xã Ảng Tở xác định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội. Tại buổi làm việc, đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện đã phát biểu phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân những kết quả đã đạt được, cũng như những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của xã Ảng Tở, đồng thời giải đáp những đề xuất kiến nghị của xã trong phạm vi có liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc,
Đồng chí Hà Quốc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Hàng Tở đã đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã cần thực hiện trong thời gian tới. Những việc cần làm trong thời gian tới thì tôi cũng đề nghị chính quyền xã thực hiện một số những cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất ý, thì trong thời nay đến trước, trong và sau Tết thì đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã, mặt trận và các đoàn thể, bí thư chi bộ và trưởng các bản phải tăng cường xuống cơ sở nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân. Thứ hai là cũng đề nghị thì lãnh đạo xã và các cái cơ quan phải tăng cường tuyên truyền cho nhân dân các bản về công tác chăm sóc rét cho gia súc gia cầm. Thứ ba là phải làm tốt cái công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Thực hiện chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng tháng 12 năm 2020, vừa qua đội quản lý vận hành tổng hợp điện lực Mường Ảng đã tổ chức trao 30 suất quà tại xã Ngôi Cái. 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng được đội quản lý vận hành tổng hợp điện lực Mường Ảng trao cho 30 em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập của trường trung học cơ sở xã Ngôi Cái. Tuy giá trị quà không lớn nhưng có ý nghĩa về mặt tinh thần, góp phần động viên các em học sinh vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập. Ngoài ra, đội còn tặng 20 ghế đá mang thông điệp tuyên truyền đến người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho các cơ quan trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường niên của điện lực trong công tác từ thiện hướng về cộng đồng, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, cảm thông chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người dân nghèo trên địa bàn huyện. Các chương trình là lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng, các cơ quan tổ chức, xã hội đã đồng hành cùng điện lực trong suốt thời gian qua, mà qua việc tổ chức tháng tri ân khách hàng là dịp để điện lực hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ cho khách hàng trên địa bàn huyện. Thời gian qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác từ những việc hàng ngày như ý thức trách nhiệm với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, để cấp dưới và quần chúng làm theo. Qua đó đã có tác động tích cực đến tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, nhiều phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo được phát động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trong mỗi gia đình, dòng họ và được cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hưởng ứng nhiệt tình. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt đã được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực sản xuất và công tác. Huyện đã tập trung duy trì tốt phong trào dạy, học tại các trường học, các cấp học trên địa bàn toàn huyện. Xã Ảng Nưa và xã Búng Lao đạt xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trên địa bàn toàn huyện có trên 14.700 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 48 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở và 24 trường học đảm bảo giáo dục thể chất có chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức toàn huyện không ngừng được nâng cao. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc trong các cơ quan đoàn thể. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất ở nông thôn được thực hiện đúng quy trình, đem lại hiệu quả, thành quả lao động ngày một nâng lên. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định về an toàn giao thông đường bộ tới học sinh, thời gian qua đã được các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện. Song trên thực tế, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Năm học này, các trường học trên địa bàn huyện Mường Ảng đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại của rượu, bia, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông. Cuối tháng 10 vừa qua, hơn 1.000 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng và trường Trung học phổ thông Mường Ảng được tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện.
phân tích các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông để các thầy cô giáo và học sinh nâng cao kiến thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các em còn được tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật về xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm an toàn, đúng quy cách và cách xử lý, sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông trên đường. Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo và mục tiêu chung của huyện, các nhà trường trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với mỗi nhà trường, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo giàu năng lực, có trình độ chuyên môn vững, tâm huyết với nghề, tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo điều kiện để học sinh được học tập tiến bộ, rèn luyện kỹ năng sống. Đến nay, toàn huyện có 28 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an huyện Mường Ảng luôn chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trước, trong và sau các ngày lễ, kỷ niệm, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, đặc biệt là công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tổ chức tuần tra đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời, triệt phá nhiều tụ điểm mua bán, tàng trữ và bán lẻ các chất ma túy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội cựu chiến binh xã Hàng Nưa hiện có 146 hội viên. Những năm qua, Hội cựu chiến binh xã luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản trên đất để xây dựng nông thôn mới. Để phong trào đi vào chiều sâu và đạt kết quả, hội thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để hội viên có dịp trao đổi kinh nghiệm, cách làm ăn, đầu tư vốn giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Đồng thời, hội phối kết hợp với các ban, đoàn thể liên quan tổ chức các lớp tập huấn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với dư nợ trên 11 tỷ đồng, với 6 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên nghèo ở Hội cựu chiến binh xã giảm qua từng năm. Thời gian qua, cùng với tích cực mở rộng diện tích cây trồng, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn hướng dẫn nông dân chọn giống rau màu phù hợp, đảm bảo chất lượng sản xuất rau an toàn trên địa bàn. Với các loại rau xanh, bố trí trồng giải vụ, tăng diện tích vụ sớm và vụ muộn để thuận lợi cho việc tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, chọn giống cây trồng ngắn ngày, trồng gối vụ. Các địa phương cũng cần tuyên truyền, nông dân tuân thủ khung thời vụ, rà soát từng loại cây, đảm bảo gọn vùng, gọn thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho chăm sóc, chủ động khắc phục diễn biến thời tiết bất thuận có thể xảy ra, đồng thời tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh, chăm sóc quy trình sản xuất rau an toàn, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật hại và áp dụng tốt các biện pháp quản lý dịch hại, tổng hợp để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Thời gian qua, công tác thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động luôn được xã Hàng Tở quan tâm thực hiện, từng bước đi vào nền nếp. Việc thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan từng bước được nâng lên. Thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức về dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giờ giấc, kỷ luật lao động, chi trả tiền lương, tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thông qua cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và qua sổ theo dõi chấm công của cơ quan, đơn vị. Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Búng Lao đã phát động phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đến từng cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Để thực hiện, hội đã tạo điều kiện khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa phong trào phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn về vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.
hội đặc biệt quan tâm đến các gia đình hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Riêng chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và ngân hàng đã tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của nhiều hội viên. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Mường Đăng chỉ đạo công chức văn hóa, tư pháp hộ tịch cùng với Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các bản trên địa bàn xã xây dựng quy ước của từng bản. Hiện nay, trên địa bàn xã Mường Đăng có 11 bản xây dựng được quy ước của từng bản. Quy ước của các bản có sự khác nhau nhưng nhìn chung đều có những nội dung quy định như mỗi hộ gia đình phải thực hiện những vấn đề về xã hội, tập quán mang ý nghĩa đạo lý tốt đẹp của mỗi con người, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn trật tự an ninh, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Những năm trở lại đây, từ sự đoàn kết thống nhất của bà con, sự đồng lòng quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ xã, Ngồi Cấy đã đạt những thành công đáng nể trong việc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong vòng 2 năm, từ năm 2018 đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong xã Ngồi Cấy đã giảm rõ rệt, từ 60% xuống còn trên 39%. Có được điều này là nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của bà con 8 bản trong việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo tính chiến lược lâu dài, thay đổi tập quán canh tác, gieo trồng và chăn nuôi. Đặc biệt, từ khi xã Ngồi Cấy triển khai chương trình làm nương có bờ, đã tăng nhiều diện tích cây nông nghiệp cho bà con, làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, cho thu hoạch cao, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo và thay đổi đời sống. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đảng bộ huyện Mường Ảng làm tốt công tác phát triển đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Mường Ảng đã luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảng bộ huyện Mường Ảng hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng, 181 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, các cấp ủy đảng của Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ban thường vụ huyện ủy thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp đảng. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành khảo sát nguồn phát triển đảng viên, chú trọng những bản, trường học, trạm y tế chưa có hoặc có ít đảng viên. Nhờ đó, công tác phát triển đảng ở Đảng bộ huyện Mường Ảng đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ kết nạp được trên 700 đảng viên mới, xóa được 7 bản trắng đảng viên, 5 trường học, 7 trạm y tế chưa có đảng viên. Để công tác kết nạp đảng viên mới đạt kết quả, Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng. Chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong thực hiện công tác phát triển đảng viên, Thường vụ huyện ủy Mường Ảng cũng có những giải pháp riêng phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Đối với những xã vùng sâu, vùng xa, chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên là người đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên nữ, người dân tộc thiểu số, đẩy mạnh bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, trình tự, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng cho cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ bản. Với các xã vùng thấp có điều kiện thuận lợi, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, cấp ủy lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng, tổ chức các phong trào thu hút đoàn viên, hội viên tham gia để làm cơ sở đánh giá, xem xét giới thiệu kết nạp vào đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú. Với các bản, trường, trạm y tế hiện nay còn sinh hoạt ghép, đảng ủy cơ sở tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Những bản chưa đủ đảng viên chính thức để thành lập chi bộ độc lập, tăng cường đảng viên là cán bộ, công chức xã, chuyển sinh hoạt đảng về đơn vị, địa phương, làm nòng cốt trong công tác phát triển đảng viên. Do làm tốt công tác xây dựng đảng mà trọng tâm là công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng, đội ngũ thanh niên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng. Số đảng viên được kết nạp hàng năm của đảng bộ huyện đều tăng. Đến nay, Đảng bộ huyện Mường Ảng đã có trên 2.500 đảng viên. Trên cơ sở bám sát đặc điểm địa phương với cách làm phù hợp, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Mường Ảng đã góp phần quan trọng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ.
Đây cũng là tiền đề có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể huyện Mường Ảng đã quan tâm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tích cực vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa, xóa đói giảm nghèo, phát triển phong trào văn nghệ thể dục thể thao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để phong trào phát huy hiệu quả, từng bước lan tỏa trong đời sống nhân dân, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Mường Ảng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với đặc thù là huyện nghèo, nhiều đồng bào dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác tuyên truyền luôn được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền lưu động qua hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống phát thanh của huyện, xã, các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao. Nhờ đó nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Đặc biệt, tại mỗi bản, tổ dân cư đều thành lập được các ban vận động phong trào để tổ chức phổ biến, quán triệt cho nhân dân nắm vững các quy định, tiêu chuẩn của gia đình văn hóa, bản, tổ dân cư văn hóa. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Để thực hiện tốt cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện thì với vai trò là cơ quan thường trực, ngay từ đầu năm phòng đã tham mưu với ban chỉ đạo phong trào và ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời là trong năm thì phòng Văn hóa Thông tin đã phối hợp với cơ quan thành viên ban chỉ đạo phong trào huyện thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Và để thực hiện chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bình xét đánh giá các danh hiệu văn hóa cuối năm thì phòng đã phối hợp với các cơ quan để tham mưu ban hành kế hoạch thẩm định cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cũng như là xét danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2020. Các cơ quan thành viên ban chỉ đạo là theo sự phân công của ban chỉ đạo thì đã trực tiếp xuống hướng dẫn đôn đốc các cơ quan đơn vị trong quá trình bình xét cũng như là hoàn thiện hồ sơ gửi về ban chỉ đạo huyện đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện phong trào, căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi xã, huyện, giao chỉ tiêu cụ thể về xây dựng gia đình, bản văn hóa cho phù hợp với từng địa phương. Lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn cán bộ văn hóa xã, cán bộ phụ trách phong trào tại các bản, tổ dân cư, nắm vững nội dung thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa, quy trình xây dựng, kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa hàng năm. Mặt khác, huyện tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ đó, từng bước xóa bỏ những hủ tục lãng phí, hạn chế tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Đồng thời, khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân. Huyện chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 38 nhà văn hóa, trong đó 10 nhà văn hóa xã, thị trấn, 28 nhà văn hóa bản tổ dân phố, 100% bản tổ dân phố được gắn biển tên. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết thêm. Trong thời gian tới thì để tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì phòng tiếp tục tham mưu với dân huyện ban hành các văn bản kịp thời để hướng dẫn triển khai thực hiện các thông tư nghị định, các văn bản của trung ương, của tỉnh và các cơ quan ban ngành tỉnh xuống cơ sở. Thứ hai là thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình, bản tổ dân phố, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thứ ba nữa là tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên trong quá trình triển khai thực hiện các danh hiệu văn hóa. Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Mường Ảng thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đến nay, toàn huyện có 7.484 trên 10.853 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 68,96%, tăng 138 gia đình so với năm 2019. 75 bản tổ dân phố văn hóa, 93 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, 2 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn trật tự nơi cư trú. Đáng chú ý, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhận thức của người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chủ động phòng ngừa bệnh thủy đậu trong mùa đông xuân. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta xuất hiện dịch bệnh thủy đậu. Sau khi nắm thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để xác minh, giám sát ca bệnh, khoanh vùng dập dịch để ngăn ngừa bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng. Tổ chức phun hóa chất chloramin B để xử lý môi trường. Đồng thời đến tận các hộ gia đình có bệnh nhân mắc thủy đậu để cấp chloramin B, hướng dẫn tẩy rửa dụng cụ cá nhân, tư vấn cách phòng tránh để hạn chế lây lan trong gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo trạm y tế cơ sở tiếp tục giám sát tình hình và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa phát thanh. Với sự chủ động và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, hiện ổ dịch đã được khống chế. 100% người bệnh đã được chữa khỏi. Thủy đậu là bệnh cấp tính do nhiễm virus gây ra. Bệnh rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phòng thủy đậu. Khi bị bệnh, thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu. Thời kỳ lây truyền của bệnh là từ 1 đến 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, trẻ em mắc nhiều hơn người lớn và thường nhẹ hơn người lớn. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sẩy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Bệnh thường gặp vào mùa đông xuân. Thủy đậu là bệnh lành tính nhưng cũng có những biến chứng với mức độ từ nhẹ đến nặng. Bội nhiễm là biến chứng hay gặp nhất của bệnh. Nếu bội nhiễm nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập từ bỏng nước vào máu gây nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, các biến chứng nặng như viêm phổi, não, tiểu não là các biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng, thường để lại di chứng sau này. Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp như hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường, tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi. Khi xuất hiện biểu hiện sốt cao liên tục, lừ đừ, mệt mỏi, co giật, hôn mê, có xuất hiện trên nốt dạ, nên đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng, với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.